Rồi, chào bạn, tôi là bác sĩ Văn Tân. Thì hôm nay tôi tư vấn cho các bạn đó là làm thế nào đấy để các bạn điều trị bệnh ác lào nó đạt hiệu quả tối đa. Tôi không tính làm cái video clip này giống như những cái bệnh khác như là bệnh lậu hay là những cái bệnh nám liên quan tới phác đồ điều trị, bởi vì bệnh này không khó với các bạn về chẩn đoán nha. Còn điều trị thì cái vấn đề chính lại không phải là các bạn không biết phác đồ, mà bởi vì cái bệnh này nó lại có quá nhiều những cái phương pháp, những cái mẹo dân gian. Và khi các bạn chẩn đoán thì theo tôi là nhân dân đôi khi là chả khỏe qua bác sĩ là các bạn cũng chẩn đoán được rồi. Thế nhưng mà điều trị thì các bạn nghe người này nghe người kia, thì mỗi người các bạn nghe một chút. Các bạn điều trị bệnh bằng nhựa chuối xanh, các bạn thấy đỡ thì các bạn lại bỏ đi. Thế do vậy thì tôi không nói phương pháp đấy là không điều trị được, bởi vì ngay như trong giáo trình chính quy mà chúng tôi học từ thời xưa, từ thời lâu rồi cơ, thì cũng đã có đề cập, chứ không phải là các thầy cô là không đưa vào. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó là các bạn không điều trị từ nơi từ chốn. Thế do vậy thì căn bệnh này nó không như bệnh khác, nó mà không triệt để ngay từ đầu thì nó sẽ gần như là không thể khỏi được. Nó bị đến 15 năm là chuyện bình thường. Các bạn đừng nghĩ là bệnh này nó tự khỏi nhá. Thế nhưng mà nếu mà điều trị chuẩn ngay từ đầu, chuẩn đây tức là các bạn thứ nhất là đúng này, đúng phương pháp này. Thứ hai là các bạn phải đúng thời gian này và đúng liệu trình này, thì các bạn sẽ khỏi và không bị tái phát. Nó rất là bình thường và đơn giản thôi. Thì bạn nào mà đang bị căn bệnh này mà đang lên YouTube qua Zalo rồi tìm hiểu qua những cái nguồn quen biết để các bạn lựa chọn một phương pháp điều trị, thì theo mình thì các bạn lên là như thế này. Các bạn lên là bắt đầu bằng một phương pháp mà có cái độ tin cậy khoa học cao, và theo ngay từ đầu thì các bạn sẽ khỏi và sẽ không bị tái lại. Và chi phí nó rất là nhẹ nhàng thôi, từ vài trăm nghìn cho tới một vài triệu là cái kim. Nếu mà các bạn mới bị, các bạn điều trị chuẩn thì các bạn sẽ khỏi. Còn những phương pháp dân gian thì các bạn không chuẩn ngay từ đầu, các bạn không gặp những bác sĩ, ví dụ như là bác sĩ y học cổ truyền chuẩn rồi, thì mình thì không phải là bác sĩ đông y, thế nhưng mà ý mình là những bác sĩ chính quy đông y ấy, mà điều trị chuẩn ngay từ đầu thì các bạn sẽ khỏi. Còn nếu không chuẩn thì các bạn phải xem xét đấy, bởi vì nếu các bạn không theo chính các bạn đâu, phải bác sĩ đâu, mà các bạn không theo, các bạn mỗi chỗ các bạn theo một chút ấy, thì các bạn sẽ bị bệnh này mà mãi mãi các bạn không khỏi. Đấy, và sinh ra nhiều những cái này là cái mình gặp này, đó là những cái liên quan tới tâm lý. Các bạn bất mãn, các bạn chán đời nhiều lắm, bởi vì trên kênh cái này thì trên kênh Facebook tôi nhiều hơn tâm sự tôi biết nha. Thế thì các bạn cứ nghe tôi nha. Nếu mà mình bị nha, thì mình đi khám và mình dành một cái khoản tiền nhỏ nhỏ, và mình dành một cái thời gian để mình điều trị dứt điểm ngay từ ban đầu đi, thì các bạn sẽ khỏi và từ đó các bạn sẽ không bị tái lại nữa. Rồi, chào các bạn.